Hello, xin chào quý bà con nhá. Em Khánh biết là rất nhiều cây sầu riêng của quý vị, bà con bị rong rêu này và địa y này. Đấy, đây. Đấy, và hơn nữa là nó khi nó rong rêu như này thì nó làm cho cái việc cái vỏ cây của mình này, quý bà con thấy không ạ? Thì xử lý cái vấn đề này giúp em Khánh đó là quý bà con sử dụng các cái dòng sản phẩm đánh cho nó tuột hết cái rong rêu này xuống, quánh cho nó bung hết ra, làm cho giống như kiểu là cơ thể mình mà bị ghẻ thì cây sầu riêng này nó đang bị ghẻ quý bà con. Nói thế cho nó dễ hình dung ha. Đúng không ạ? Đây thì các bác phải xử lý cho em Khánh cái rong rêu này. Thì đối với một số các cái vườn thì em Khánh biết là rất nhiều vườn trong quá trình mình phun thuốc á, mình phun thuốc phân bón lá nhiều á, thì rong rêu và địa y này nó rất nhiều như cây này. Và hơn nữa thì đây nó làm khi mà các cái rong rêu này nó nằm này, nó tạo cho cái điều kiện cho nấm phi tốp và các cái dòng nấm khác nó leo lên cây rất là nhanh, và làm cho mình cái việc nứt thân xì mũ nó xảy ra rất chi là nhiều. Thì việc xử lý này nó không quá là mắc tiền quý bà con ạ. Một hộp này mình pha 1 phi với lại 2 phi không bao tiền cả, nhưng mình phun được có thể hết cả vườn nhà mình luôn, hết cả vườn nhà mình luôn, khoảng độ vài trăm cây phun hết các cảnh các kiểu để cho em Khánh để xử lý hết cái rong rêu và nấm bệnh ở trên này luôn nhé quý bà con nhé. Địa y đấy, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại. Bác nào mà cũng bị nhiều như thế này thì comment xuống tôi dùm em Khánh nào.